Chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước nha. Hiện tại thì em đang có mặt ở quê hương Chợ Lớn Bến Tre. Hôm nay thì quay chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị về cái lô tắc bánh xe hàng loạt 1 đang tiến hành giao cho khách đó. Thì sau lưng em đây là những cái cây tắc bánh xe hàng loạt 1 mà đóng cho khách ha. Hôm nay quay chia sẻ cô chú anh chị mình cách đóng như thế nào luôn. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành quay cái camera sau để cho cô chú anh chị mình thấy nó rõ hơn cái lô tắc nè. Lô tắc em đang chuẩn bị đóng ở đây nè. Khách lựa chọn ha. Khách mua là khoảng là 200 cây nha anh chị. Rồi đây là cái hình ảnh thực tế cái lô tắc hàng loạt 1 bên trại giống bên em đang tiến hành cung cấp cho khách nha anh chị. Thì quay chia sẻ anh chị luôn, sẵn anh khách có vô xem thì xem kiểm tra cái lô hàng của mình nhé. Đây của chú anh chị mình thấy nha, tắc cực kỳ là đẹp luôn, rễ như thế nào ha. Trước hết là cái vàng lá, mình coi vàng lá nó rất là đẹp nè. Chú anh chị mình thấy nha. Lá thì cỡ khoảng 80% trở lên nha anh chị. Rồi mình xem tới bộ rễ nha. Thì hàng bên em đi á, là rễ là đơm bầu như thế này thì mới giao nè anh chị thấy không? Lú ra tới bầu luôn nha. Lú ra tới bầu nè. Tắc thì trái sai rất là sai luôn. Trong quá trình mà em trồng, em vô á, em có lãi bỏ nhưng mà vẫn còn sót anh chị. Anh chị về nhớ là phải lãi bỏ những cái phần trái này để cho cây nó phát triển mạnh nha. Trồng thì mình không để trái ha anh chị. Trong vòng khoảng 3 đến 4 tháng sau mình để trái mới được nha. Rồi đây kiểm tra một cây khác nữa cho cô chú anh chị mình xem bộ rễ nè. Cây đẹp, bộ rễ cứng ha. Lá lú đầy đủ xanh mướt nha anh chị. Đây. Rồi vào đây thì quay đây chia sẻ của chú anh chị mình, bên em sẽ đóng hàng như thế nào ha. Đây. Đây là một cái kiện hàng tắc mà bên em đóng để gửi đi xa nè anh chị. Chú anh chị mình thấy ha, quấn cực kỳ là kỹ luôn. Là có bọc đầu cho cô chú anh chị mình giảm cái trường hợp là bị đè, bị gãy ha. Rồi, đây cô chú anh chị mình thấy nè, quấn rất là công phu ha. Nè, lô tắc ở trong nè anh chị thấy. Rất là an toàn luôn, để đến tay của chú anh chị mình là hàng là chuẩn chất lượng luôn. Hàng này em đóng đi xa anh chị nên đóng kỹ, đóng rất là ok. Thì đi xa đi gần đều đóng như thế này nha anh chị. Quy cách ha. Rồi quay lại với lô tắc của mình nè, cô chú anh chị mình quan sát nha. Đây cực kỳ là đẹp luôn. Đó cô chú anh chị mình. Những cô chú anh chị nào đang có nhu cầu tìm mua cái dòng tắc bánh xe hàng chuẩn chất lượng, hàng loại 1 đẹp như thế này thì có thể liên hệ sớm nha. Cái lô này thì số lượng có hạn nha anh chị, do hiện tại thì trời mưa anh chị. Trời mưa cái tắc nó vô nó khó ôm lá vậy lắm. Những cái cây mạnh, những cây khỏe mà mình vô đúng cái kỹ thuật nữa thì nó mới giữ lá cũng như là nó ra được cái bộ rễ cứng như thế này để giao đến tay của chú anh chị mình á. Hàng này thì em còn khá là ít, vài trăm cây thôi anh chị. Nếu mà cô chú anh chị mình có nhu cầu thì có thể liên hệ sớm nha. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành vô bịch để đóng những cái kiện hàng này gửi đến tay anh khách ở miền ngoài nha. Bây giờ em đã vào xong những cái bịch hàng như thế này ha. Mỗi bịch về 25 cây nha anh chị. Đó, cô chú anh chị mình thấy ha. Vô xong nè, đóng thành kiện như thế này thì mới giao đến tay khách hàng. Đây là kiện hoàn chỉnh ha anh chị. Hoàn chỉnh bên em nè. Vô bịch nè, quấn thành kiện hoàn chỉnh ha. Còn đây là trước khi mình vô cái kiện đó mình có quấn lại nè anh chị. Lá này cô chú anh chị mình thấy ha. Rồi, rất là cảm ơn cô chú anh chị trên cả nước đã tin tưởng ủng hộ cái giống em thời gian vừa qua. Những cô chú anh chị nào đang có sự quan tâm đến cái giống tắc này thì có thể liên hệ trực tiếp ha. Bên em hỗ trợ tư vấn kỹ thuật nè, cũng như là tư vấn khoảng cách trồng, cây trồng như thế nào để cho phù hợp với cái điều kiện của tất cả cô chú anh chị mình cả nước mình ha.